vàng. Ra hết con đường này xíu à. Ôi, nó lắc lư luôn. Nó chặt. Quý vị thông cảm nha. Cái xe lắc vậy. Nó lắc dữ lắm. Nó lắc như xe ngựa lắc vậy á. Mà cái người này cũng phải còng lưng lên đạp dữ lắm mà. Đây chỉ là cuộc sống ở Ấn Độ đó, không phải dễ dàng đâu. Nếu mà chúng ta đi loại xe mà gọi là xe lớn hay là xe ấy điện á. Xe điện 200. Nói chung là xe mà sử dụng xăng dầu có động cơ 200. Xe mà sử dụng sức người thì 100. Ồ mà nó cũng lạng, nó quẹo qua quẹo lại chứ giỡn hả? Này. Đây là mình thử đi để quay phim cho các bạn đó. Ồ cha nhà tụi bay làm gì mà tụi bay bấm kèn dữ vậy? Bóp điên khùng luôn á trời. Nó bóp điên khùng luôn. Nó bóp khổng chừa cái gì đây. Cái thằng xe hơi này nè. Cái thằng điên kia. Nè thằng này nè. Cái thằng quỷ điên đó đó. Nó bóp từ hồi nãy giờ nó không nhả luôn. Rồi. Nè, đi hết đoạn này qua. Này là cây cầu. Ngồi vậy chứ đập mệt lắm, không đơn giản đâu. Kìa, không có ngồi luôn á. Phải sử dụng sức rất nhiều. Chắc chú cũng gửi em, chú em mất tiền quá. Đã xuống gửi 200. Ồ cái xe này nó dằn thiệt luôn đó nha. Hèn gì là nhiều lâu sử dụng. Nó so với cái xe kia là đúng đó, nó một trời một vực thiệt. Cái này là bằng sức người. Chậm hơn nhiều, không có tiện nữa. Và gọi cái này cái mông không có dễ chịu xíu xíu nào. Bên trên nó là một cái thanh gỗ hoàn toàn không có một cái miếng gọi là cái đồ gì đó. Đệm lót. Đệm lót á. Mấy chú này mời hoài ít người dùng lắm, cho nên mình cũng muốn gọi là ủng hộ xíu. Lý do là sự cạnh tranh giữa cái này với cái xe có động cơ nó khác nhau hoàn toàn. Bên kia chỉ thêm 100 nữa thôi, cái này dành cho dạng như là sao ta? Ai mà cần chở hàng á, em nghĩ nha. Những người đi chợ chở hàng á, mà cũng ít lắm. Ta đi xe kia, ta về xe kia lẹ. Đúng rồi. Là họ ít khách lắm. 100 ruby á thì tương đương với là khoảng chừng 33.000. Dạ. Yeah. Đạp 2 cây số các bạn. Mà rất rất nhiều người họ làm nghề này nha. Có thể là họ không có điều kiện chạy xe kia. Đúng rồi. Cuộc sống ở Ấn Độ nhìn với cái góc nhìn của rất là khổ, cực lắm á, so với những nước mình đã từng đi qua các bạn, so với Campuchia hay so với Lào đúng là. Lạng ra lạng vô ghê. Mới vừa định lạng ra ngoài đường. Mà để đạp các bạn thấy không, họ phải nhỉnh lên như vậy nè, không phải ngồi đâu. Các bạn lưu ý nha đó. Cái động tác đạp là nhỉnh lên, nhỉnh lên. Rồi tới phải không? Không, mẹ vô. Ôi oh yeah. Tắt về. Wow. Ây da. Ui da. Rồi đi đi Minh. Trả 300 luôn đi. Cho 300 luôn chứ không phải 100. Cho 300 luôn. Ok, yeah. Rồi, ok. Rồi, gửi tiền tip. Ok. Ok, ok. Rồi đi. Đã số. Ủa, phía trước là nhà của mình đúng không? Đúng rồi, còn đi khoảng 100 mét à. 100 mét thôi xuống luôn đi. Quên, kêu chạy đi, để quay cái. Các bạn sao thấy, nó dằn nó độ nghề nè. Dằn lắm, không phải dễ chạy đâu. Đây. Ok. Go. Chú đòi chi phí là 100, gửi luôn 300. Thấy cực lắm các bạn. Nó lắc như vậy đó. Ngồi chở nó mà gọi là mới ăn tối xong đó. Là coi như là cái bụng của mình nó muốn văng qua, nó văng lại. Rồi, chào các bạn. Hiện tại là khoảng 2 giờ rưỡi chiều ngày 10 tháng 3 2024 ha. Từ trung tâm của thành phố Agra, chúng ta đi khoảng độ gần 5 cây số tới đây. Đây là thánh đường Jama Masjid.
được xây dựng vào năm 1644 các bạn. Và đây là một công trình mang tính yêu thương của đức vua Shah Jahan dành cho công chúa con gái bé nhỏ của mình, Jahanara. Có nghĩa là xây dựng cho công chúa các bạn ha, và mất 5 năm để xây dựng. Bây giờ chúng ta sẽ bước qua thánh đường. Ở bên ngoài thánh đường nó xô bồ, nó ồn màu khủng khiếp. Mấy anh này còn để súng nữa. Namaste. Kể vậy đó hả? Xoay một vòng rồi cởi giày ra trước khi chúng ta đi vô. Đây là chỗ cởi giày. Rồi, cởi giày xong các bạn ha, chúng ta bước vô. Chuyện bồ câu quá trời không? Các bạn có nhớ không là Jama Masjid có một thánh đường tên như vậy luôn, ở thủ đô New Delhi, cũng do đức vua Shah Jahan xây dựng. Và ở đây là ở Agra. Như vậy là đức vua chúng ta Shah Jahan đã xây dựng hai công trình cho hai người con gái, hai người phụ nữ mà ông yêu quý nhất. Thứ nhất đó là hoàng hậu Mumtaz Mahal với lăng mộ Taj Mahal. Và công trình thứ hai, đây chính là đây, Jama Masjid ở Agra. Nắng lắm các bạn. Rõ ràng nếu mà Ấn Độ các bạn đi mùa khô, mùa nóng là sẽ chịu không nổi đâu nha. Lý bò, lý do là bởi vì bụi trong không khí rất nhiều các bạn. Đây là mùa mát mẻ mà cảm thấy là nó hơi khó chịu rồi đó. Rồi mình sẽ tiến lại gần hơn, phía trước là cái hồ nước. Và thường là sẽ rửa chân rửa mặt, rồi nhiều người là súc miệng luôn đó. Sẽ quay cận cảnh hơn ha. Đây cũng là cái màu nước xanh đó các bạn nha. Rõ ràng là tảo sẽ rất nhiều. Ở đây là rửa chân, rửa mặt, súc miệng. Chúng ta sẽ bước xuống. Họ rất là thành kính nha. À, nãy giờ ngược chiều ánh sáng hơi khó nhìn các bạn. Ở đây là góc độ khác nè, góc độ của đang rửa chân. Ngày xưa không biết là công chúa khi đi đến đây thì sẽ được ủng hộ bảo vệ như thế nào ha. Một lần nữa, công trình này được xây dựng vào năm 1644 và hoàn thành năm 1649. Chất liệu chính đá sa thạch đỏ và đá ngẫm thạch, màu đỏ và màu trắng. Ở đây phần bồ câu nhiều lắm các bạn, nó ỉa quá trời luôn.
để các bạn xem này nha. Đó, một người đang rửa chân, còn người thì rửa mặt súc miệng. Đó, ngay tại thánh đường Jama Masjid Agha. Rõ ràng là chúng ta thấy là ở khắp mọi nơi ở Ấn Độ, mà cái nguồn nước của họ xúc miệng xong lại rửa chân nữa mà. Rửa chân luôn. Biết cái chuẩn vệ sinh của họ nó như sao nữa. Và xung quanh khu vực thánh đường các bạn ha, mình thấy chủ yếu là bán quần áo rất nhiều. Cái miệng nhai trầu lúc nào cũng đỏ lét à. Này bán kẹo bông gòn á. Trời sao cái mũi nồng dữ vậy ta. Cái đường nhỏ xíu lúc nào nó cũng bấm kèn, bưng bưng cái đầu. Đó, ông nội đó, bấm gì bấm quá trời luôn. Bán gì vậy? Oh yeah. Tiếp tục qua đây là các đồ ngọt rồi. Kẹo me rồi nè. Một quán ăn đồ ngọt lắm nha. Ở trong nhà hàng nó có một cái văn hóa chỗ là sau khi ăn đồ mặn xong á, khi mà chúng ta tính tiền á, họ sẽ mang đồ ngọt cho chúng ta ăn, chủ yếu là kẹo đường đó bạn. Rồi, không biết ngày xưa lúc công chúa ở đây thế nào, còn bây giờ nó là một cái chợ xung quanh cái thánh đường. Món kẹo tuổi thơ. Ở đây bán quần áo không đó nha. Ây da, cái dân Ấn Độ này kỳ ghê á trời. Đi với đụng như mình không à, làm giật màn hình hoài luôn. Xin lỗi các bạn nha, màn hình xem sẽ bị giật đó các bạn. Họ đi từ ngoài sau đụng mình không à. Đúng là không có cái trật tự gì hết. Nó tấn công lên luôn, lùa luôn. Như vậy là bộ đồ này chắc là có giá là 650 ruby. Rồi, tôi qua đây ăn cái gì mà đông dữ vậy. Họ có phải né không à? Gì đây? À. Namaste. Ta đụng nữa.
Ấn Độ toàn đồ chiên, không đồ chiên là đồ nướng, không thôi là cà ri, không nữa coi như là gia vị đậm đà. Đi nhiều rồi mới thấy là đúng là Việt Nam, đặc biệt là Sài Gòn, đúng là thiên đường ẩm thực. Tươi mới ngon, muốn gì cũng có. Sare mấy cái này kỳ công à. Rồi, bạn nào muốn mua sare ghé qua đây nha. Ngay thánh đường Jama Masjid Aga. À, bây giờ là khoảng độ hơn 7 giờ rưỡi tối các bạn ha. Từ khách sạn của mình chúng ta đi bộ đến đây. Đây là một nhà hàng có tên là The Royal Dining. Tối hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau ăn tối ở đây các bạn nha. Một nhà hàng sang trọng, để xem như thế nào. Bên ngoài có người gác cổng, mặc đồng phục đẹp. Rồi, món ăn đã đến rồi các bạn ha. Đầu tiên chúng ta có món cơm với rau đó. Một vài loại đậu á. Ok. Có hèm nữa nè. Không phải hèm đâu. Bông cải. Bữa nay mới thấy bông cải á. Kế bên là butter chicken. Đó, cà bơ các bạn nha. Cái này họ nói là không cay. Cay ít thôi chứ không cay. Tiếp nữa chúng ta món cà ri cá. Rồi ăn xong sẽ nhận xét các bạn ha. Ăn thôi. Rồi mình đã ăn một phần butter chicken và phần cà ri cá các bạn ha. Butter chicken có nghĩa là gà bơ, dịch ra là vậy đi. Cái phần gà bơ này vị rất đậm đà các bạn, ngon. Phần gà cũng ngon luôn. Trong cái đồ đậm đà ở đây nó sẽ có một cái vị chua nhẹ nhẹ và độ béo của cái phần bơ các bạn. Cà ri cá, vị cà ri đậm đà và thơm, cá cũng ngon luôn. Cái loại cá họ sử dụng không biết loại cá gì. Nó hơi giống cá ngừ thì phải. Hơi giống nha. Cái mùi thơm đó. Cá ngừ. Giống. Cái phần cơm này hơi lạ chút xíu các bạn. Nó vẫn ngon nhưng mà lại trong đó có chút xíu cái mùi khói. Mùi khói. Giống như các bạn đã từng ăn cái phần không hẳn là mùi xông khói hay mùi chảo. Nó là mùi khói thôi. Đúng rồi. Cái phần cơm này sẽ có vị lạc lạc trộn chung với lại một số loại đậu và một số gia vị. Ở đây ăn kèm chung sẽ có hành tím với lại cái sốt này là từ cái rau rau gì quên rồi. Cái gì bó xôi. Rau bó xôi cũng quên tên hoài. Bó xôi sữa chua xay. Yep. Nói chung là cái nhà hàng này đáng ăn, nhân viên phục vụ lịch sự, có thể là ông chủ cũng rất là thân thiện nữa. Đến hỏi từng người á. Nhưng mà giá sẽ hơi cao chút xíu, ăn xong thì mình sẽ báo giá các bạn nghe nha. Ngoài sau lưng mình có hai bạn người Tây cũng đang ăn. Đằng kia cũng có hai khách Tây. Và nãy có một bạn gia đình nữa. Dạ. Nói chung là cái nhà hàng này cách cái khách sạn mình đang ở là khoảng độ hơn 500m vậy đó các bạn. Do đó có thể đi bộ nha. Rồi chúng ta có một chỗ ăn ngon. Và tính tới hôm nay là ngày thứ 7 mình ở Ấn Độ các bạn.
và 7 ngày qua những cái món ăn chính của mình, đó chính là cà ri các bạn nha. Đây là cái điều mình nói thực sự là Ấn Độ, các bạn đi ít nhất là từ thủ đô New Delhi tới Agra, các bạn phải chuẩn bị tâm lý là các bạn ăn được cà ri, ăn được món cay, ăn được gia vị nha. Còn nếu các bạn search tìm thông tin trên Google về các nhà hàng Nhật, Trung hoặc Thái, các bạn sẽ rất khó tìm thấy, bởi vì chúng ta bung cái ảnh ra toàn bộ là đầu bếp người Ấn Độ và chủ Ấn Độ, người Ấn Độ nấu những món đó, và nó rất là lạc quẻ luôn. Hồi bữa mình ăn cái Chinese wok, nó như là mì Trung Hoa, nhưng thực tế nó là người phục vụ là người Ấn, đầu bếp Ấn, và cái món mì đó hoàn toàn có chút xíu dư vị gì của Trung Quốc hay là của chợ lớn chúng ta, hoàn toàn khác. Nói chung là cái cách họ đặt cái chữ vô thôi, chứ còn hoàn toàn là Ấn. Chúng ta cũng không thấy là những cái người thực sự như là người Nhật hoặc là người Thái hay là người Trung Hoa họ sang đây để họ mở nhà hàng các bạn. Gần như mình vẫn tự hỏi có phải là cái môi trường kinh doanh, cái văn hóa khiến cho quý vị Nhật Bản, Hàn Quốc hoặc là Thái hoặc là Sinh Mã vậy không thấy qua đây mở nhà hàng. Cho đến thời điểm hiện tại mình không thấy các bạn nha. Do đó mà các bạn xem trên toàn bộ cái phần Google á, các bạn gõ cái từ khóa là nhà hàng Nhật, nhà hàng Thái ở New Delhi hoặc là ở Agra, các bạn sẽ bất ngờ lắm, mở hình ra toàn bộ là những cái món ăn gọi là cái kiểu của người Ấn nấu ra những món đó các bạn nha. Có một điểm ở nhà hàng bất thường chứ. Cái nửa con gà mình kêu á. Họ cắt rất là bự. Đúng rồi, có một số nhà hàng họ cắt nhỏ ra, còn một số nhà hàng họ rất là bự. Nhà hàng này cắt bự, lần đầu tiên thấy bự dữ vậy luôn. Nói cho đúng là mình vẫn tồn tại được là bởi vì mình ăn được cà ri các bạn. Cái vị, nếu mà nói đúng là cái vị của họ là chỉ như vị mặn mặn xíu, cay cay. Mặn mặn cay cay, không có vị ngọt trong cái món ăn. Nếu mà vị ngọt trong món ăn á, thì mời quý vị và các bạn sẽ ăn những cái món ngọt của họ, đại đa số là đường. Tạo bánh cũng đường mà đường ngọt lắm. Đúng là cái vị này, ăn được. Ăn được, nhưng mà mình cũng phải nói một điều ở chỗ là do mình ăn được cà ri. Mà các bạn cứ nghĩ đi nè, 7 ngày mình ăn cùng những món này mà trên thực đơn của họ chỉ có những món này thôi chứ không có món khác đâu. Đấy là cù gà, đúng rồi, gia vị trên nền vậy thôi, không có sự lựa chọn khác các bạn nha. Nếu mà đi, nếu mà vài ngày chắc phải chuẩn bị khá nhiều. Mình nghĩ là nếu các bạn khó ăn nên tốt nhất là lấy cái gia vị của Việt Nam á, bỏ vô trong một cái hũ, rồi sau đó các bạn đến đây các bạn ăn thêm vô, rồi có thể mua thêm cà chua dưa leo sắc vô ăn. Chứ còn như là đi một cái hành trình dài với mình khoảng độ 28 ngày thì đây thực sự mà nói đôi khi nó là một cái cảm giác gọi là nó thèm, gọi là thèm cái món ăn Việt Nam hoặc là thèm món Thái, rồi thèm món Nhật, thèm món Hàn, thèm món Trung. Mình đó bật Google ra để xem mà cuối cùng mình tìm không được. Ví dụ đi, cái hồi mình đi Thái mình có đi cả tháng, đi 2 tháng. Không sao. Nhưng mà cái rào cản thức ăn thật không có nhiều. Không có, gần như là ít. Không có nhiều. Đúng rồi, đôi khi vẫn nhớ chút xíu thôi. Vị ngọt. Nói chung là có nhiều hải sản nữa. Miền Tây có khi một vài món ăn Việt nữa. Dạ. Thành ra mình không có ngán. Còn cái này nó cứ chung chung cái nền này thôi. Các bạn thấy không, thực sự là ở Việt Nam mình không bao giờ bước vào Starbucks. Nhưng mà cuối cùng đến Ấn Độ mình phải bước vào Starbucks. Đó. Không thấy quán cà phê địa phương mà dạng kiểu cà phê cốc ở Việt Đúng Nam rồi. Nha. Mình thấy đại đa số là họ bán trà sữa. Và trà sữa của họ thì thực sự mà nói là mình cũng không có dám đụng vào. Nói chung là do mình đi một cái hành trình rất là dài, do đó mình không có dám thử vào những cái ngày đầu tiên thế này các bạn. Vẫn phải giữ cái bụng. Những ngày cuối thì thử tới đó. Không, chưa biết. từ đây mình cảm thấy thực sự rất là may mắn khi sinh ra Việt Nam. Một cái nền văn hóa ẩm thực mà nó rất là đa dạng, mình đi nhiều nước, thậm chí mà nói mình đánh giá cao ẩm thực Việt Nam hơn Thái nhiều á. Chỉ là so với nếu mà ẩm thực của Trung Hoa thì nó muốn là 1 9 1 10, nhưng mà hơn Thái, mình lại cảm nhận là hơn Thái các bạn nha, từ góc nhìn của mình á. Rồi, cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo.